Thưa quý vị, hiện nay, quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang đã bắt đầu khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Theo ghi nhận thì hầu hết thanh niên tham gia khám tuyển với tinh thần rất phấn khởi. Quận Ngũ Hành Sơn tổ chức khám tuyển sức khỏe cho thanh niên trên địa bàn tại Ban Chỉ huy quân sự quận từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11. Đợt này, địa phương có 500 thanh niên trong diện tuổi gọi nhập ngũ đã nhận được lệnh khám tuyển. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hầu hết thanh niên tham gia khám tuyển đều có tinh thần phấn khởi và tự nguyện cao. Nhận thức của thanh niên về quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự được nâng lên rõ rệt. Em học ngành truyền thông đa phương tiện và em mong muốn được vào trong quân ngũ để làm việc về chuyên ngành báo chí truyền hình của em. Đối với quận Ngũ Hành Sơn Nam này, về cái tổ chức nơi khóm là chặt chẽ, đoàn hoàng để tuyên truyền cái cho thanh niên để về cái nhận thức. Cái thứ hai nữa là đối với đoàn khóm thì y bác sĩ cũng được đã tập huấn, tổ chức tập huấn và quán triệt cho đội ngũ y bác sĩ của đoàn khóm của quận Ngũ Hành Sơn Nam này thì cơ bản là tốt. Với 13 phường, quận Hải Châu khám sức khỏe cho thanh niên trong gần 20 ngày, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12, dự kiến hoàn tất vào ngày 15 tháng 12 năm 2023. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận tổ chức quy trình khám tuyển khoa học, chặt chẽ với sự hỗ trợ của máy móc thiết bị hiện đại nhằm phản ánh chính xác chất lượng sức khỏe thanh niên. Ban Chỉ huy quân sự quận cũng cử chỉ huy đơn vị túc trực để giải quyết kịp thời mọi thắc mắc cũng như tình huống phát sinh trong quá trình khám tuyển. Công tác xét duyệt thực lực của các địa phương là nhiệm vụ quan trọng trong đó tuyển quân. Về việc này chúng tôi đã chỉ đạo rất quyết liệt, giao cho quân quân sự là quân chủ trì tham mưu cùng với công an quận và các địa phương kiểm tra thực lực từ cơ sở. Ngoài công việc xét thực lực của lực lượng quân sự công an thì chúng tôi giao cho mặt trận đoàn thể làm tốt công tác tư tưởng tuyên truyền trong khu dân cư để các thanh niên hiểu rõ được vai trò trách nhiệm của mình trong vấn đề tham gia nghĩa vụ quân sự. Công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự năm nay được các địa phương thực hiện khá tốt, nên chỉ trong buổi sáng, tỷ lệ thanh niên lên trạm khám sức khỏe đã đạt gần 100%. Theo kế hoạch, các quận Sơn Trà, Thanh Khê và Cẩm Lệ sẽ bắt đầu khám tuyển vào ngày 28 tháng 11, kết thúc trước ngày 6 tháng 12. Riêng quận Liên Chiểu bắt đầu khám tuyển ngày 4 tháng 12 và toàn thành phố sẽ kết thúc khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào ngày 15 tháng 12 năm 2023. Dự kiến lễ giao nhận quân cuối tháng 2 năm 2024.